Gọi cho em trai chồng xem có bao che cho chồng phần 2. Hello. Hello, Brandon. Hi. Is Nathan there? No, it's Indian. Ông biết rồi. Hả? Ông biết. Nathan bảo Nathan sang chỗ Brandon mà. Không. Thế à? Ok, được rồi. Thế hôm nay Brandon có rảnh không? Are you free today? Có. Chị mời Brandon sang ăn đồ Thái nhá. Go to eat Thai food. Được rồi, 100%. Ăn đồ Thai à? Trông không biết làm đồ Thai đâu. Thế trước khi sang Việt Nam định sang Thái định cư mà không biết làm đồ Thái à? Phải làm bên nào bên Thái mà? Đây. Đây nhá, siêu đơn giản luôn. Với gia vị nêm sẵn Aji Quick lẩu Thái này nhá. Chỉ cần một bước nêm tiện lợi là có ngay hương vị chua cay tê tê nếm là mê nhá. Ngon không? Ngon không? Mái, cái này tiện một cái là mình có thể nấu lẩu này, món canh hay là làm nước sốt trộn ý, đều được hết nha. Mùa hè mà được ăn canh chua cay thì đúng là hết sảy bà bảy luôn. Để thử xem như nào, ngon không? Chua chua cay cay, ngon nhức nách. Nếm là mê đúng không? Ừ. Trời ơi, thương hiệu hàng đầu Việt Nam mà. Xong rồi, chồng gọi cho Brandon nhé. Thuê bao gọi, tạm thời không liên lạc được. Quý khách vui lòng gọi lại.